Kính chào quý vị, đây là bản tin quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube chính thức của TBS nâng tầm kiến thức. Hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 4, tình hình chiến sự tại Ukraina có những diễn biến nào đáng chú ý? Trên thế giới có những sự kiện nổi bật nào? Hãy cùng Hồng Hạnh điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Chiến trường ở Ukraina chứng kiến nhiều cuộc đọ sức của vô số khí tài Đông Tây. Mới đây, chỉ bằng một đòn tấn công dựa vì sát thủ Nga đã diệt gọn hệ thống bớt M1 của Kiev cảnh báo cực nguy hiểm, biệt đội săn xe tăng phương Tây của Nga trang bị tên lửa sát thủ Connect sẵn sàng nướng chín loạt khí tài. Mang hy vọng mong manh cùng ảo tưởng khôn chấp nhận thực tế, nỗ lực tiến đánh của Ukraine gần Vuleda thất bại ê Không từ bỏ, lính Ukraine đào chiến hào, đề phòng bắt mút thất thủ. Song song đó, Ukraine tái triển khai 2.000 binh sĩ thiết bị tới Kuryansk sẵn sàng làm mọi cách để giành chiến thắng. Ukraine quá tàn bạo tại Donetsk, khủng bố người dân tấn công mục tiêu dân sự. Sự thật cay đắng cuộc phản công của Ukraine có thể trở thành bẫy tử thần với Mỹ và NATO. Bất chấp điều đó, Mỹ mượn nửa triệu quả lựu pháo của Hàn Quốc để gửi tới Ukraine. Hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn, điều hơn 40 tàu máy bay quân sự quanh Đài Loan. Trung Quốc ra cảnh báo mới. Quý vị thân mến, xung đột dùng chuyển Đông Âu bước sang năm thứ hai. Moscow ngày càng đưa vào trận chiến nhiều loại khí tài tối tân, hiện đại, mang uy lực kinh hoàng. Trong clip vừa công bố cho thấy, hệ thống Puk M1 của Ukraine đã bị máy bay Nga phá hủy chỉ bằng một đòn tấn công chính xác. Mới đây, trang AVB công bố clip máy bay không người lái Nga phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng không bớt M1 của Ukraine. Hệ thống tên lửa phòng không này được cho là sẽ bảo vệ các vị trí của quân đội Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom. Thế nhưng giờ đây, nó đã trở thành nạn nhân của một chiếc máy bay không người lái. Dựa vì Lancet Nga, theo đó đã phóng hại quả tên lửa và phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng không bớt M1. Dù hệ thống bớt M1 bị phá hủy là hệ thống đã khá cũ, nhưng các chuyên gia đánh giá đó vẫn là tổn thất nặng nề với quân đội Ukraine, bởi hiện tại Ukraine không còn nhiều hệ thống phòng không. Trước đó, ngày 9 tháng 4, một đoạn clip được tờ SF công khai cho thấy, lực lượng hàng không vũ trụ Nga cũng đã có một cuộc tấn công chính xác nhằm vào một cây cầu được lực lượng Kiev sử dụng trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cây cầu bắc qua sông Sudos ở vùng Chernihiv cũng bị hư hại nặng. Cuộc tấn công được cho là do máy bay Su-34 thực hiện bằng tên lửa dẫn đường quan học không đối đất KS-29. Song song với đó, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định lập các biệt đội săn xe tăng phương Tây và trang bị cho họ những loại vũ khí chống tăng tốt nhất. Trong số này phải kể đến tên lửa sát thủ Konet. Konet là một trong hai dòng vũ khí chống tăng cực mạnh đã khẳng định được uy lực tiềm tàng trong nhiều trận chiến từ trước đến nay. Cụ thể ngày 9 tháng 4, ông Yevgeny Arifulin, lãnh đạo trung tâm huấn luyện tác chiến của quân đội Nga xác nhận, các đơn vị đặc biệt chuyên săn xe tăng phương Tây đã được Bộ Quốc phòng Nga thành lập theo ông ari Fulin, các thành viên của biệt đội trên đang được khẩn trương huấn luyện để nghiên cứu điểm yếu của các xe tăng chiến đấu chủ lực của phương tây vũ khí chính của biệt đội săn xe tăng phương tây sẽ là các tên lửa chống tăng krizanthema s và cornet nếu như krizanthema s là dòng tên lửa chống tăng hạng nặng được gắn trên khung gầm xe thiết giáp bánh xích thì cornet linh động hơn và có thể trang bị cho các nhóm lính bộ binh Dòng tên lửa chống tăng 9M113 Cornet của Nga đã chứng minh năng lực trong thực chiến. Kể từ khi ra đời cho đến nay, 9M113 Cornet đã khiến một số dòng xe tăng chủ lực mạnh mẽ phải gục ngã. Trong số này phải kể đến dòng xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất và cả dòng vua tăng Merkava do Israel phát triển. Sức công phá mạnh mẽ cùng độ chính xác cao khiến cho Cornet trở thành một trong số ít những vũ khí diệt tăng được tín nhiệm nhất. Ngoài chống xe tăng và thiết giáp, tên lửa chống tăng 9M133 Kornet còn rất đắc lực trong việc tấn công vào vị trí tập trung binh lực cùng sự chiến đấu của đối phương. Với những gì đã thể hiện, Kornet được coi là một trong những vũ khí chống tăng uy lực của Nga. Cũng chính bởi uy lực này, Kornet liên tục được Moscow đưa vào sử dụng trên chiến trường Ukraine. Mới nhất, các lực lượng Nga gần Vuleida đã tiêu diệt một cột xe tăng của lực lượng vũ trang Ukraine bằng hệ thống tên lửa chống tăng 9M133 Kornet theo thông tin được ghi nhận các xe tăng của lực lượng vũ trang ukraine đang cố gắng phản công các vị trí của quân đội nga thì bị phá hủy bởi một cuộc tấn công chính xác kornet đã phóng đạn nhiệt áp kết hợp các vũ khí chống tăng khác tiêu diệt loạt chiến xa này như Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố trong báo cáo của mình một ngày trước đó, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine gần Vuleda DBR đã bị đánh bại bởi các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh từ nhóm quân Vostok. Tổng cộng có tới 30 quân nhân Ukraine, một xe bán tải, một khẩu lựu pháo m và một bệ pháo tự hành Akashia đã bị tiêu diệt ở hướng Nam Donetsk và Zaporozhye trước thất bại liên tiếp, các quan chức cho rằng một cuộc phản công lớn được thông báo nhiều lần ở Kiev có thể bị hoãn lại. Theo lời của Thủ tướng Ukraine Denis Maigol, trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Bild của Đức, nó có thể bắt đầu vào mùa hè. Trước đó, các nguồn phương Tây đã nói về mùa xuân, nhưng cả hai báo cáo có thể là thông tin sai lệch. Dẫu thất bại và thương vong nặng nề, thậm chí mất 80% lãnh thổ vào tay Nga, các binh sĩ Ukraine tại Pekmut vẫn ngoan cố cầm cự, Thông tin ghi nhận được, họ đang khẩn trương đào hệ thống chiến hào ở phía tây và sẵn sàng lập phòng tuyến mới nếu thành phố này thất thủ. Andrei, trung sĩ Ukraine 23 tuổi cho biết sau khi trèo khỏi chiến hào đang được đào gần thành phố Bakhmut rằng: "Chúng tôi lập phòng tuyến thứ hai, đây sẽ là nơi các binh sĩ cố thủ nếu đối phương mở cuộc tấn công lớn." Sau 9 tháng giao tranh ác liệt, lực lượng Nga đang kiểm soát khoảng 80% diện tích Bắc Mút. Quân đội Ukraine phải chuẩn bị phương án đối phó kịch bản thành phố thất thủ nhằm cản trở đối phương mở các mũi tiến công nhằm vào các đô thị trọng yếu ở phía tây Bắc Mút như Kramatorsk và Sloviansk. Andriy và các đồng đội đang đào hầm hào và xây dựng chốt phòng thủ trên những cánh đồng cách tiền tuyến khoảng 1 km. Hầm có thể chứa được 8 binh sĩ. Anh nói, một đoạn hào có chiều dài khoảng 100 mét, kết nối với nhau tạo thành phong tuyến dài hơn với những hầm trú ẩn được phủ bằng thân cây đắp bùn và lớp xe để đối phó đạn pháo. Cần kỹ thuật xây dựng riêng vì đạn pháo có thể xuyên sâu hơn 1,5m xuống lòng đất trước khi phát nổ. Andri cho hay, trong cuộc chiến tiêu hào, hai bên đều tìm cách làm đối phương suy kiệt nguồn lực và rút lui. Các đơn vị Nga và Ukraine đều xây dựng mạng lưới chiến hào dày đặt gần Bakhmut nhằm chuẩn bị cho khả năng đối phương mở cuộc tấn công lớn để phá thế giàn co dù vậy lực lượng nga vẫn sở hữu ưu thế về pháo binh và liên tục gây áp lực lên binh sĩ ukraine thưa quý vị cùng với bách Mốt, bộ chỉ huy quân sự ukraine đã triển khai lại 2.000 binh sĩ và thiết bị tới khu vực kupyansk trung tá lực lượng dân quân đã nghỉ hưu của cộng hòa nhân dân lugansk andrei madrokov đã chia sẻ với hãng thông tấn tass hôm thứ tư về thông tin này ông Marocco cho biết trinh sát nga đã phát hiện quân đội ukraine tập trung ở khu vực kupyansk theo Trung tá, trong khu vực định cư Kislovka, binh sĩ đối phương được quan sát thấy đang tập trung khí tài quân sự và nhân lực. Họ đã thiết lập các bếp giả chiến và lều trại. Ước tính sơ bộ quân số và khoảng 3 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn. Một nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn có số lượng từ 600 đến 800 binh sĩ và sĩ quan. Điều này cho thấy những nỗ lực mong manh của Ukraine với hy vọng có thể có được những bước tiến trên chiến trường, dù chỉ là nhỏ nhất. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov hôm thứ Ba thông báo rằng quân đội Ukraine đã mất hơn 30 binh sĩ ở khu vực ở trong 24 giờ. Nhằm mục đích giành lại lợi thế, chính quyền Kiev sẵn sàng tiến hành mọi thủ đoạn, thậm chí là dơ bẩn nhất. Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik sau khi đến thăm thành phố phía đông, người dẫn chương trình phát thanh, nhà châm biếm và cũng là nhà hoạt động người Mỹ Randy Credico nhận định. Lực lượng vũ trang Ukraine đang tấn công các mục tiêu dân sự ở Donetsk nhằm khủng bố người dân. <laughs> Nguồn tin từ Critico cho biết, tôi sống ở Mỹ và chúng tôi chỉ nhận được thông tin một chiều, và hầu hết là từ Kiev, không phải từ đây. Tôi quyết định rằng sẽ tự mình đến và xem mọi thứ. Nhưng hôm nay, tôi đã biết những quả bom này đến từ đâu, nơi chúng được lực lượng Ukraine phóng vào dân thường. Bạn sẽ không thấy điều này trên The New York Times hay CNN. Người dẫn chương trình lưu ý rằng báo chí phương Tây không đưa tin về vụ pháo kích gần như hàng ngày vào thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ông bày tỏ, hai ngày qua đã có các cuộc tấn công ở đây tại khu chợ ngoài trời, tuy nhiên truyền thông hay báo chí không hề đưa tin và được thông báo. Tại sao lại thế này? Liệu quân đội Ukraine có đang tấn công các mục tiêu quân sự không? Hôm qua, tại khu chợ ngoài trời mà ông vừa đến thăm, không có mục tiêu quân sự nào. Đây hoàn toàn là nỗi kinh hoàng. Qua chia sẻ, ông Gridico ám chỉ chính quyền Kiev đang nhắm mục tiêu vào các công trình dân sự nhằm khủng bố người dân. Nhà báo người Mỹ ngưỡng mộ sự kiên cường của người dân Donetsk. Ông cũng nói thêm rằng họ đã đấu tranh cho quyền lợi của mình trong hơn 8 năm, đồng thời nhà báo này đánh giá cao vẻ đẹp của thành phố và quan tâm đến nhiều dự án xây dựng. Bình luận về cuộc phản công quy mô lớn sắp tới của Ukraine, nhà báo Stephen Brien viết trên tờ Asia Times đã thể hiện sự quan ngại đáng kể. Ông cho rằng bức tranh về cuộc phản công này có vẻ không hứa hẹn. Ấn Phẩm cho biết cuộc tấn công theo kế hoạch của Ukraine vào cuối mùa xuân có thể là một cái bẫy chết người đối với Mỹ và NATO và thậm chí cả các đồng minh châu Á của Mỹ. Ukraine có thể cố gắng đợi cho đến khi Mỹ và NATO cung cấp tất cả các thiết bị hạng nặng, đạn dược cần thiết, nhưng có thể phải mất vài năm nữa mới đạt được điều đó. Tuy nhiên, người Nga có thể không muốn để xảy ra một kịch bản như vậy theo tác giả nếu quân đội nga thoát khỏi giao tranh dọc theo đường tiếp xúc ở donbass và tiến về phía tây sẽ có rất ít khả năng ngăn cản họ ông viết điều này sẽ buộc ukraine hoặc phải chia nhỏ các lửa đoàn phản công đã được tập hợp sẵn hoặc hoàn toàn điều chuyển họ tới vị trí ngăn nga tiếp cận trên đi bờ hoặc đe dọa kiev ryan lưu ý không giống như mỹ và nato ngành công nghiệp nga đang sản xuất đạn pháo và vũ khí mới trong điều kiện hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu ông nhận định nato gần như hết đạn và ngay cả các chính trị gia châu âu thân ukraine cũng bắt đầu lo lắng về cuộc chiến ngoài ra việc phá hủy đường ống dẫn khí đốt dòng chảy bắc đang gây nên phản ứng dữ dội làm suy yếu quan hệ mỹ đức do đó nhà báo đi đến kết luận rằng sẽ là khôn ngoan hơn nếu kiên quyết tìm cách đàm phán với nga Điều này sẽ không dễ dàng gì vì người Nga có thể sẽ không đồng ý với bất kỳ hình thức ngừng bắn nào và có khả năng sẽ yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ cùng EU. Tuy nhiên, trừ khi chính quyền Biden thay đổi đường hướng, họ sẽ tiếp tục chơi trò cò quay Nga với tất cả mọi hậu quả có thể xảy ra, ông khẳng định. Trước dự báo nguy hiểm, kho vũ khí Mỹ ít lại phát đi nhiều tín hiệu đáng lo ngại khi cạn kiệt đến mức đáng báo động. Thế nhưng bất chấp điều đó, nước này vừa ký thỏa thuận với Hàn Quốc vay 500.000 quả đạn pháo 155mm để Washington có thể linh hoạt hơn trong việc cung cấp đạn cho Ukraine. Hôm qua ngày 12 tháng 4, tờ Đông A Ilbo dẫn lời các nguồn tin giấu tên trong chính phủ Hàn Quốc cho biết, thỏa thuận trên được Mỹ Hàn ký kết vào tháng 3. Việc Hàn Quốc quyết định cho mượn số đạn pháo thay vì bán nhằm giảm thiểu khả năng đạn pháo của Hàn Quốc được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Cũng theo Dongha Yubo, số đạn pháo Hàn Quốc cho mượn sẽ được Mỹ sử dụng với mục đích chủ yếu là lấp đầy kho dự trữ. Sau khi mua 100.000 quả đạn pháo vào năm ngoái, chính phủ Mỹ đã yêu cầu được mua số lượng tương tự hoặc nhiều hơn vào tháng 2, nhưng chính phủ Hàn Quốc đã tìm cách khác để cung cấp đạn cho đồng minh. Một nguồn tin giấu tên trong chính phủ Hàn Quốc nói, chúng tôi chọn tăng đáng kể khối lượng đạn pháo nhưng sử dụng phương pháp cho mượn để đáp ứng yêu cầu của đồng minh thân thiết mà vẫn tuân thủ nguyên tắc của chính phủ là không cung cấp vũ khí sát thương cho ukraine cả seoul và washington trước đó đã xác nhận đang đàm phán về một thỏa thuận cung cấp đạn pháo nhưng vẫn chưa có thông tin chính thức nào về việc hai bên sẽ ký thỏa thuận hay chưa bộ quốc phòng hàn quốc cũng cho biết các đồng minh đang tìm cách hỗ trợ ukraine nhưng từ chối xác nhận nội dung cụ thể được thảo luận bộ ngoại giao mỹ cũng chưa đưa ra bình luận Xung đột Đông Âu không chỉ khiến Mỹ đối mặt với tình trạng khủng hoảng khí tài mà còn rút cạn nguồn lực của các ngân hàng trên thế giới. Giám đốc điều hành Nga Roman Mashavin nói với hãng thông tấn TASS trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng khả năng tài trợ cho kỳ ép của ngân hàng thế giới gần như đã cạn kiệt. Khi được hỏi về các cuộc thảo luận xung quanh vấn đề Ukraine trong ngân hàng trong những tháng gần đây, ông Mashavin nói Bất chấp nỗ lực của một số quốc gia nhằm liên tục khơi dậy sự quan tâm đến vấn đề này, chúng tôi vẫn thấy rằng nhiều đồng nghiệp đang mệt mỏi, nhiều người cảm thấy bị xúc phạm bởi sự tập trung không gần của một nhóm lớn các cổ đông vào vấn đề này, trong khi dân số ở các khu vực khác trên thế giới bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột quân sự thì hoàn toàn bị phớt lờ. Giám đốc lưu ý, hơn nữa khả năng tài trợ cho Ukraine của ngân hàng gần như đã cạn kiệt, đồng thời cho biết thêm rằng xếp hạng tín dụng của Ukraine gần đây đã bị hạ xuống một lần nữa, từ CCC cộng xuống CCC. Điều này tạo ra rủi ro đáng kể cho các chủ nợ, bao gồm cả ngân hàng thế giới. Trong bối cảnh nguy khốn này, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã viết thư cho Thủ tướng Ấn Độ Modi đề nghị New Delhi tăng cường viện trợ nhân đạo như là thuốc men và thiết bị y tế cho chính quyền Kiev. Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm qua cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emin Zaporova, người đang thăm Ấn Độ, đã trao bức thư cho Ngoại trưởng Ấn Độ Minakshi Lekhi ngày 11 tháng 4. Bà Lekhi sau đó đang Twitter rằng New Delhi đảm bảo tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Kiev. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine thông báo Kiev sẽ cho phép sinh viên y khoa nước ngoài tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ ngay tại quốc gia họ sinh sống. Điều này sẽ giải tỏa nỗi lo của hàng nghìn sinh viên Ấn Độ buộc phải rời khỏi Ukraine khi chiến sự bùng phát hồi đầu năm ngoái ukraine cũng gợi ý rằng việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng trong nước có thể là cơ hội cho các công ty ấn độ trước đó thứ trưởng ukraine đã bày tỏ mong muốn với new delhi tham gia nhiều hơn vào việc giúp giải quyết xung đột với Nga và mời Thủ tướng Modi cùng với các quan chức hàng đầu của Ấn Độ tới thăm Ukraine. Zaparov nói rằng Ấn Độ có thể đóng vai trò giải quyết các thách thức toàn cầu. Nga đang đặt câu hỏi về sự tồn tại của đất nước tôi. Trong lịch sử 1.500 năm của chúng tôi, Ukraine chưa bao giờ tấn công bất kỳ quốc gia nào. Zaparov cho hay thông điệp tôi mang theo khi đến ấn độ là ukraine thực sự muốn hai nước xích lại gần nhau hơn giữa chúng ta đã có mối quan hệ lịch sử nhưng chúng tôi muốn bắt đầu mối quan hệ mới với ấn độ thứ trưởng ngoại giao ukraine nói thêm ấn độ cũng có quan hệ láng giềng không êm ấm với trung quốc và pakistan trường hợp Grom cũng là bài học cho ấn độ tuy nhiên thứ trưởng nhấn mạnh ukraine không ở vị thế có thể đưa ra yêu cầu đối với ấn độ về quan hệ kinh tế với các nước khác đề cập quan hệ năng lượng của new delhi với moscow Tiếp tục những tin tức liên quan, phát ngôn viên Điện Kremlin mới đây đã khẳng định Tổng thống Nga Putin chưa bao giờ gọi tỷ phú Elon Musk là tội phạm chiến tranh như ông này đã nói. Ông Musk rõ ràng đã nghe được thông tin không chính xác hay đúng hơn là tin giả, lại thêm một tin vịt nữa bị lan truyền. Tổng thống Putin chưa bao giờ nói điều đó. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, đề cập tới phát ngôn của tỷ phú Mỹ Elon Musk Tuyên bố của ông Musk được đưa ra sau khi ông hứng chỉ trích vì từ chối xóa bài đăng của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, trong đó cho rằng Ukraine không cần tồn tại. Tôi được kể rằng ông Putin từng gọi tôi là tội phạm chiến tranh vì đã giúp đỡ Ukraine, do đó ông ấy không phải bạn thân thiết của tôi. Mọi tin tức ở một mức độ nào đó đều mang tính tuyên truyền và mọi người nên tự quyết định. Ông chủ Twitter Musk giải thích để bảo vệ quyết định không xóa tweet của ông Medvedev là công tâm, Phát ngôn viên Peskov cũng trả lời câu hỏi liệu Nga có bỏ lệnh cấm Twitter hay không sau khi nền tảng này dỡ bỏ một số hạn chế đối với tài khoản của các quan chức Nga. Nên hỏi xem cơ quan quản lý truyền thông Roskonazor có quyết định rằng mọi yêu cầu với Twitter đã được đáp ứng hay chưa. Có vẻ như hiện tại còn nhiều yếu tố chưa đáp ứng được yêu cầu, ông Peskov nói. Liên quan đến công cuộc điều tra vụ nổ đường ống khi đốt Nord Stream dòng chảy phương Bắc và tác nhân đằng sau, Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tuy không tiết lộ ai chịu trách nhiệm nhưng cam đoan chắc chắn không phải Nga. Nói với kênh truyền hình Fox News trong cuộc phỏng vấn hôm thứ ba, trả lời câu hỏi về kẻ đứng sau vụ phá hoại, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Tôi không muốn đất nước của chúng ta gặp rắc rối, vì vậy tôi sẽ không trả lời, nhưng tôi có thể nói cho bạn biết thủ phạm phá hoại không phải là Nga." Ông Trump nhắc lại: "Khi họ đổ lỗi cho Nga, bạn biết đấy, họ nói rằng Nga đã cho nổ tung đường ống dẫn dầu của chính họ." Điều này thật sự vô lý, đó không phải là Nga. Vào ngày 27 tháng 9 năm ngoái, Nord Stream AG đã báo cáo sự phá hủy chưa từng có tại ba luồng của đường ống Nord Stream xảy ra vào ngày hôm trước. Các nhà địa chấn học Thụy Điển ghi nhận hai vụ nổ dọc theo tuyến đường ống hôm 26 tháng 9. Biết được thông tin, các công tố viên Nga bắt đầu điều tra vụ việc như một cuộc tấn công của những kẻ khủng bố quốc tế. Một số tin tức khác. Trong chuyến thăm bang Arunachal Pradesh, khu vực mà Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình vào ngày 10 tháng 4. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah công bố chương trình phát triển trị giá 48 tỷ rup tương đương với 585 triệu đô la Mỹ giúp tăng cường an ninh vùng biên giới nước này. Chương trình dự kiến được triển khai tại gần 3.000 ngôi làng thuộc 4 bang cùng một vùng lãnh thổ giáp Trung Quốc với việc cung cấp loạt tiện ích như ngân hàng, điện, ga nấu ăn, việc làm, kết nối giao thông, lẫn kết nối kỹ thuật số nhằm mục đích đảo ngược tình trạng di cư sang nơi khác. Từ khi lên nắm quyền năm 2014, Thủ tướng Narendra Modi không ngừng chi hàng triệu USD nâng cấp hạ tầng quân sự lẫn dân sự dọc theo biên giới dài 3.800 km với Trung Quốc cũng nhân chuyến thăm Bộ trưởng Sát cho biết, lực lượng biên phòng ứng đảm bảo rằng không ai có thể dòm ngó biên giới hay xâm phạm lãnh thổ nước này. Loạt phát ngôn trên được Bộ trưởng Sát đưa ra chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc phản đối chuyến thăm của ông, xem đây là hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Mặc dù đã kết thúc cuộc tập trận kéo dài 3 ngày, nhưng Cơ quan Phòng vệ Đài Loan sáng ngày 12 tháng 4 thông báo, họ vẫn phát hiện 35 máy bay quân sự và 8 tàu hải quân Trung Quốc xung quanh hòn đảo này trong 24 giờ trước đó. Reuters dẫn bản đồ do cơ quan phòng vệ Đài Loan công bố, trong số máy bay nói trên có 14 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. Đài Loan phát hiện hoạt động của tàu chiến và máy bay quân sự Trung Quốc sau khi nước này kết thúc cuộc tập trận xung quanh Đài Loan từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4. Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận nhằm đáp trả việc lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại bang California ngày 5 tháng 4, trong lúc bà có chuyến đi châu Mỹ. Theo Reuters, khi gặp các nhà lập pháp Canada tại văn phòng của bà ở Đài Bắc, bà Thái nhấn mạnh: "Thông qua chuyến đi này, chúng tôi một lần nữa gửi thông điệp tới cộng đồng quốc tế rằng Đài Loan quyết tâm bảo vệ tự do dân chủ, vốn đã giành được sự công nhận và ủng hộ từ các đối tác dân chủ của chúng tôi." Trong khi đó, phát ngôn viên văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc Chu Phượng Liên hôm qua nói rằng: "Đảng dân tiến cầm quyền của bà Thái thông đồng với các thế lực bên ngoài tìm cách kích động độc lập là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan." Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Chu còn cảnh báo nếu không có sự phát triển hòa bình trong mối quan hệ giữa hai bờ eo biển, Đài Loan sẽ không thể có một môi trường ổn định và tốt cho đầu tư cũng như kinh doanh. Thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo.